Em ơi, chiều nay đi nhậu á, em khỏi nấu cơm cho anh nha. Anh mới nói gì vậy? À, anh nói là chiều nay đi câu á, đem cá về cho em nấu cơm á, nấu cơm cho anh nha. Ừ, nói là đi câu nó nhiều nấu cơm cho anh. Tới thời rồi, mày ghẹo đúng nơi, đúng chỗ, đúng ngày chôn của mày luôn rồi đó. Muốn ngủ ngon á, thì đừng có lấy vợ. Muốn không nợ á, thì đừng có yêu. Muốn cao siêu á, thì đừng có dạy gái. Muốn thoải mái á, tốt nhất là nên đi tu. Nó hay quá ha. Sao không đi tu đi, quen em chi? Thì bò không ăn cỏ thì bò ngu, mà trai không gái gú thì trai ngu hơn bò. Bỏ vậy, con trai ai nấy cũng dê, chân dài chân ngắn, không chê chân nào. Ủa, em muốn nghe người ta nói cái này hả? Nói gì? Bánh mì á phải có ba tê, làm trai phải có máu dê trong người. Bắt thang á lên hỏi ông trời, trai không dê gái trên đời này có không? Ông trời á, ông bảo hỏi ngông, trai không dê gái á, công công hả mày? Công không? Công công không? Lát em quấn công công bây giờ, đi chỗ khác rồi nha. Tù lao bấm hạt, tù lao, tù lao, tù lao. Hả dạ? Sao anh đẹp quá nha. Dễ thương quá. Anh quay clip dễ thương cho em nha. Ăn ở đây. Mết vậy? Ăn nữa đi. Sỏi nó hỏi còn hỏi sao kìa, không hỏi đi sao kìa. Hỏi đi sao đây, ngon mà. Đẹp mà đang đẹp, vậy cho đẹp. Ăn đi miếng nữa đi. À. Anh. Ừ. Anh ơi. Chờ anh xíu. Anh, nó nghe mẹ. Lẹ đi. Gì gấp như vậy, chờ anh một xíu đi. Lẹ, ra đi nói nghe nè. Rồi, anh ra liền. Ra đây lẹ đi. Ủa, em kêu anh gì á? À, không có gì. Làm gì làm tiếp đi. Trời ơi, cái quân què.